Tại Mexico, Bon đang thực hiện nhiệm vụ phá hủy căn cứ của ông trùm buôn cái chết trắng và tài trợ khủng bố là Ramirez. Anh dùng bộ đồ lặn, trên đầu có gắn con chim Hải Âu để cải trang. Bon cởi bộ đồ lặn ra và trở thành một quý ông lịch lãm. Anh tiến tới quán rượu nơi có một cô đào nóng bỏng tay đang khiêu vũ. Sau khi xem đồng hồ, quả bom được khích nổ như một lời dằn mặt Ramirez. Trước khi đi, anh muốn vui vẻ cùng cô đào kia. Chưa kịp làm gì thì một thanh niên khốn nạn nào đó vào phá. Hắn ta cầm gậy tiến từ phía sau để đánh Bon. Anh phát hiện hắn nhờ sự phản chiếu của cặp mắt long lanh. Sau khi bắt hắn vào bồn tắm cho sạch sẽ, nhưng hắn không chịu. Bon đành phải trích ít điện cho hắn nằm im. Tới Miami, Bon nhanh chóng tìm được em đào mới tên là Zing, massage cho mình. Felix cũng tới gặp anh ở đây. Ba người vui vẻ chào hỏi nhau. Lúc này, Felix gửi cho Bon một bức thư mật từ MI6. Ngày em muốn anh theo dõi một người có tên là Auzik. Hắn là một doanh nhân trong ngành luyện kim, nhưng mọi thông tin của hắn đều không ai biết. Thấy Auzik đang vui vẻ trên bàn đỏ đen, Bon nhanh chóng tới phòng của hắn để tìm kiếm manh mối. Hóa ra là Jill, cô trợ lý nóng bỏng của hắn đang ở bên trên, dùng ống nhòm để mách nước cho Auzik. Sau khi nằm đè lên người đẹp, Bon dùng bộ đàm, nói mình là cảnh sát Miami. Sự việc hắn ta chơi gian lận đã được ghi lại. Nếu không muốn bị bắt thì hãy chịu thua $15,000. Auzik đành chấp nhận. Lúc Bon tới tủ lạnh để lấy chai rượu mới, bất ngờ một bóng đen ở phía sau tiến tới đánh ngất anh. Kỳ lạ là hắn không ra tay giết anh. Bon tỉnh lại thì phát hiện Jill đã chết. Cơ thể cô bị tên biến thái đó sơn toàn thân màu vàng. Tối đó, ngày em dẫn Bon đi gặp đại Tamitha, người đứng đầu của ngân hàng trung ương Anh, chuyên kiểm tra giám sát vàng và dùng chúng để kiểm soát giá trị đồng bảng Anh. Kêu giới thiệu chiếc xe Aston Martin DB5 cho Bon. Một chiếc xe hoàn hảo, tốc độ nhanh, có khả năng chống đạn và trang bị đầy đủ vũ khí. Bon còn được đưa cho một thiết bị định vị và theo dõi mục tiêu. Trong lúc chơi golf, Bon giả vờ làm rơi cục vàng trước mắt Auzik. Ánh sáng của thỏi vàng làm hắn đánh trượt lỗ. Đây là thỏi vàng có từ thời Đức Quốc xã. Auzik nhanh chóng nhận ra nó và hỏi Bon còn nhiều vàng không. Lúc tên gia nhân dọn đồ rời đi, Bon đã gắn thiết bị định vị vào chiếc xe. Auzik nhắc nhở Bon không nên xem vào chuyện làm ăn của hắn. Nếu không thì sẽ có kết cục bay đầu như bức tượng kia. Trong lúc lái xe đuổi theo Auzik, một chiếc xe bóp kèn inh ỏi phía sau đòi vượt qua anh. Bon nhìn qua thì phát hiện bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Bon đứng từ xa quan sát Auzik, nhưng không ngờ cô gái anh vừa vượt qua anh cũng đang quan sát anh. Cô nhẹ nhàng trao yêu thương bằng cách bắn viên kẹo đồng vào anh. Bon đã dùng thiết bị phá vỏ xe của nữ sát thủ, ép cô ta dừng lại. Bon giả vờ như là một người đàn ông lịch lãm, hỏi thăm người đẹp, rồi cho cô đi nhờ xe. Trò chuyện một hồi, Bon cũng biết cô ta tên là Tilly. Ngồi từ sáng đến tối để quan sát, không thấy có gì khả nghi. Bon quyết định đột nhập vào bên trong tìm kiếm thông tin. Anh phát hiện ra kỹ thuật buôn lậu của hắn. Hắn sẽ dùng vàng để làm vỏ xe ô tô. Sau khi chuyển ô tô qua nước khác, hắn sẽ nung chảy vỏ xe thành các thỏi vàng. Một thủ đoạn cực kỳ tinh vi, đám lính phát hiện ra họ liền đuổi theo. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Bon sử dụng các vũ khí trong xe để cắt đuôi chúng. Cuối cùng anh dừng xe lại và chiến đấu. Trong lúc Tilly chạy trốn, cô bị tên Ozop dùng chiếc mũ phi trúng. Khi về tới tập đoàn Auzik, Bon nhanh trí tăng tốc rồi bấm ghế phóng giải quyết tên uy hiếp mình. Anh lái xe ra ngoài thì gặp Big Mama cầm Tiểu Liên ra sấy. Thấy không ổn, anh đành quay lại tìm hướng thoát thân khác. Đang chạy Bon Bon thì đối diện có một thanh niên đi xe thiếu ý thức, dõi thẳng đèn pha vào mặt Bon. Anh mất lái lao vào tường. Vụ tai nạn khiến anh ấy bất tỉnh và bị bắt lại. Và Bon là người may mắn nhất được ông ta thử nghiệm trên người. Tia laser từ từ cắt tới vị trí con chim non của anh. Mặc cho Bon nói đủ thứ để hắn ta ngừng lại, nhưng hắn vẫn quyết tâm giết anh. Cuối cùng, anh đành phải nói ra một kế hoạch nó mật danh là bùng nổ. Như nói chúng tim đen, ông ta sợ kế hoạch của mình thất bại nên cho dừng buổi hành quyết lạ. Tỉnh lại thì Bon thấy một cô nàng tên là Busi trước mặt. Cô ta là cơ trưởng của chuyến bay này. Hiện tại anh đang trên độ cao 12.000m để bay tới Mỹ. Để thông báo vị trí của mình cho trụ sở, Bon đã xin vào nhà vệ sinh. Sau đó anh kích hoạt thiết bị định vị rồi nhét vào trong ngăn chứa bí mật của chiếc giày. Bon được đưa tới trang trại ngựa của Auzik. Họ đón tiếp anh một nồng nhiệt bằng cách nhốt anh vào một căn hầm tăm tối. Ông đã kêu gọi các nhà đầu tư cướp ngân hàng dự trữ vàng lớn nhất nước Mỹ, Fort Knox. Nó chứa số vàng lên tới 15.000 tỷ đô. Những nhà đầu tư không chịu chấp nhận kế hoạch đều bị Auzik xả khí độc giết chết. Kim tới kêu anh lên gặp Auzik. Auzik đã biết Felix đang theo dõi hắn. Vì vậy hắn muốn Bon xuất hiện thoải mái nhất để đánh lạc hướng Felix. Bon và Auzik bắt đầu trao đổi về kế hoạch bùng nổ. Anh ấy nói rằng Auzik và đám lính của ông ta không thể nào vận chuyển hết số vàng. Hóa ra Auzik không hề muốn lấy một thỏi vàng nào cả. Ông ta chỉ muốn tới đó đánh bom hạt nhân để số vàng bị nhiễm phóng xạ khiến chúng không thể sử dụng được nữa. Như vậy ông ta có thể bán số vàng của mình với giá trị tăng gấp 10 lần. Bon và người đẹp vào trong chuồng ngựa tâm sự. Anh nói cô không nên làm theo kế hoạch của Auzik, nhưng cô nói anh không thể thay đổi ý nghĩ của tôi đâu. Sau đó, cả hai có cuộc vật lộn nhau trong đó.
Có vẻ như Bond đã chiến thắng khi khẩu súng thịt đã đè lên được người Busi, phi đội bay do Busi chỉ huy cất cánh tới ngân hàng Mỹ. Nằm trước máy bay thả khí ga gây ngủ trong vòng 24 giờ xuống ngân hàng và các khu vực lân cận, đám lính đi tuần hít phải khí ga liền ngã lăn ra đất. Đội thứ hai sẽ giả làm lính canh tiến tới ngân hàng. Bond được ném cho mặt nạ phòng độc và đi theo chúng. Sau khi tới cổng, một đám lính cầm thuốc nổ TNT tới để phá cổng. Cửa chính ngân hàng được làm bằng kim loại nguyên khối. Vì vậy, Kim đã dùng máy laser để cắt nó. Trái bom hạt nhân được chính Auzik và người đẹp dùng trực thăng chở tới. Thành công mở của hầm chứa vàng, Auzik cho người kích hoạt trái bom. Bond bị còng tay chung với trái bom và thả xuống dưới hầm chứa. Quân đội bắn đầu tấn công. Tiếng súng làm cho Auzik hoảng sợ. Kim không muốn mình bị chết tại nơi này. Anh ta tính đi gỡ trái bom hạt nhân. Nhưng Ozop đã giết anh ta để kế hoạch vẫn thực hiện. Thấy xác của Kim gần mình, Bond vội di chuyển tới đó để lấy chìa khóa mở còng tay. Anh ấy và Ozop bắt đầu tấn công nhau. Cơ thể của tên gia nhân cứng như thép, anh nhặt được chiếc nón của tên gia nhân. Có vẻ nó là một thứ vũ khí nguy hiểm. Đến cả Ozop cũng phải tránh xa nó. Bond đã phi nó về phía hắn ta, nhưng không trúng mục tiêu. Ozop cười khinh bỉ rồi quay lại nhặt chiếc nón. Nhân cơ hội đó, Bond cầm dây điện cao áp, dí nó vào song sắt khiến hắn bị giật chết. Thời gian không còn nhiều, Bond loay hoay không biết phải làm thế nào. Không còn cách nào khác, anh đành phải cắt đại một sợi dây, phó mặc cho số phận. Nhưng nhân vật chính đâu dễ chết vậy được. Đúng lúc anh định cắt dây thì một đồng nghiệp khác của anh chạy tới, bấm cái công tắc bên hông để dừng quả bom. Bond lên máy bay trở về, không ngờ Auzik đã lẻn lên máy bay từ trước. Hắn dùng súng uy hiếp Bond. Auzik bắn trúng cửa sổ làm mất cân bằng, áp suất trong khoang máy bay. Bond bám vào trụ lại được, còn Auzik thì bị hút ra ngoài. Bond chạy vào khoang lái cùng Busi điều khiển máy bay, nhưng chiếc máy bay vẫn lao nhanh xuống biển. Cả hai đã phải nhảy ra khỏi máy bay trước khi nó phát nổ. Cuối phim, Bond cùng người đẹp làm chuyện ấy giữa rừng.